Chào tất cả các bạn thân mến ở Sa Đéc đó, mà mình hôm nay mới phát hiện ra một cái chỗ mà các bạn biết không, mình nhìn bên ngoài đó là không có biết mà ở trong này có nguyên một cái vườn lan như thế này. Đây nè, đầu tiên mình thấy đến nhà của anh chủ lan rất là gần gũi, chân tình, dễ thương. Ồ, ảnh vui vẻ lắm luôn, và cái khu lan của ảnh rất là nhiều luôn nè, mình mê lắm. Bởi vì mình vô đây mình quay cho các bạn xem nha. À, cái tên á, tên lan thì mình cũng không có rành cho mấy, thành thử ra mình chỉ quay chủ yếu là để cho các bạn xem, các bạn biết được là vườn lan của anh đó, vườn lan của anh là nó đẹp như thế này nè. Cái này là cái dòng cáp nè nha các bạn, dòng cáp này là cũng đắt tiền lắm. Một cái chậu như vậy đây nè là có thể trên 15 triệu đó. Đó, thấy không, quá đẹp luôn. Ở đây thì rất là thơ mộng nha, vừa uống cà phê, để mình quay xa xa cho các bạn xem nha. Đó, anh chủ nè, anh chủ đẹp trai không, rất là đẹp nha. Có cà phê uống là thưởng thức, nghe nhạc là nghe nhạc không lời, và cái công viên nghe rất là đẹp, quay xa nha. Rất là rau vườn đi. À, mời mày có chú Quốc nè, chú Quốc rạch Đà Lan nè. Chú Quốc ơi, cái chậu này là chậu gì chú Quốc, cho các bạn nghe cái. Trời ơi, sao hỏi mà không trả lời, mắc cỡ nữa trời. Cái này là Dendro, đúng rồi, mình nhớ mà không biết được. Dendro, Dendro này màu tím tím, hồng tím, Dendro nha. Này cáp nè, cáp màu vàng. Ồ, đây. Ồ, cái này lạ quá. Này là gì? Cáp luôn hả? Cái này cũng đắt tiền dữ ha. Này bông lạ quá. Cái đặc biệt không mềm hả? Cái đặc kinh chứ không có cái gì. Nhìn không có cái gì. Biết ha. Giả hạt. Ồ, đây là giả hạt nè. Anh chủ mới nói là giả hạt. Giả hạt. Nghe tên rất là đẹp. Phát giả hạt. Đây. Ủa, cái này là cáp nữa đây hả Hua? Nèo cáp đó anh. Ồ, quên về tới cáp cho ta già. Cáp ta già. Đó, phát âm không đúng tiếng Anh. Cái này dòng cáp. À, cáp. Quá trời, cái hoa đẹp nè. Cái hoa gì đây chắc nó lâu, lâu tàn lắm nha. Ôi, ôi, kiếm. Kiếm này là mới quý nè. Em quay từ từ cho các bạn xem nha. Mới quay là 3 phút mấy rồi kiếm. Nguyên một cái bụi nè. Có những cái cây này mình rất là thích nè. Còn mấy cái này này là thường hả anh? Cái này ngọc điểm. Ờ, ngọc điểm. Em nghe người ren. Ren và vanda. Vanda nè. Cái đó hồi nãy mình có quay. Đó. Kiển lá nè. Grab hả? Đèn rét. Đèn rồi nắng, đèn rét. Còn này là u ra quăng. Quăng này. Này là quăng này. Ồ, quay rầm. Màu này là cái dạng của tai thỏ. Tai thỏ, dễ thương quá ha. Nó có hai cái tai nữa. Giống như hai. Đúng rồi, giống như tai thỏ. Hèn ơi, sao mà đạo quá thiên nhiên ban tặng cho con người những cái mà hắn mới sức lại.
thú vị hết sức là đẹp nha các bạn ơi, mình thích quá. Đây, cái này là giọng cáp nè, giọng cáp đang nở một cái hoa. Để mình quay cái hoa đỏ, hồi nãy mình gặp có một hoa đỏ có quay rồi nhưng mà quay kỹ lại cho các bạn xem. Một cái màu đỏ thật là đẹp. Hoa đỏ đâu rồi? Ồ, đây nè, bên này kiếm. Kiếm này hình như là xuất xứ từ Hàn Quốc vậy đó. Kiếm nè, hoa đỏ nè, đó các bạn thấy không nè, hoa vàng. Đây là dòng cáp nè, nở cỡ